phép cho các bác rất là mới và đẹp các bác nhá. Nhiều anh em qua là cứ một số anh em mới chơi ấy, thì có nhiều cái hỏi rất là buồn cười. Có những bác hỏi ví dụ như cặp S92 hoặc là vào bên em thì hàng của em là hàng bãi, cho đó thì em thứ nhất là hàng bãi, thứ hai nữa nó là hàng em chọn rất là kỹ, cho đó nó rất là đẹp. Nhiều bác cứ bảo sao hàng cũ mà mới thế. Đấy, thực ra hàng cũ nhưng mà hàng bãi thì nó rất là đẹp. Mà các bác hình dung rồi, đây nó là những cái hàng loa và ly thì người ta dùng trong phòng khách hoặc dùng trong phòng ngủ. Chung quy lại là dùng trong nhà. Và dùng trong nhà thì đôi thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết này. Hơn nữa những cái đồ này của em chuyển về, ví dụ như cái combo, cái bộ hôm nay nó là hàng full Nhật luôn. Thì tức là người ta dùng bên Nhật. Mà các bác khí hậu bên Nhật thì nó là khí hậu ôn đới, nó không có cái mùa ẩm như ở Việt Nam này. Đấy, và là lạnh hơn này. Rồi các bác biết là ở bên Nhật thì cái không khí, rồi cái môi trường của nó cũng tốt hơn, nó ít bụi bặm hơn, rồi trong nhà người ta dùng cũng dễ dàng hơn, do đó nó còn rất là đẹp. Đấy, đây là những cái hàng, dòng hàng gọi là bình dân và khá thì mình sẽ chọn. Còn những cái hàng mà là cao cấp, hàng mà đặt vào high end rồi, nhiều bác cứ hay quan niệm sai lầm giữa high end và hi-fi nhé. High end ở đây thì nó là nói đến những cái dòng âm thanh nghe nhạc đẳng cấp nhất rồi. High end nó là hàng đắt, cực kỳ đắt. Nó tính khoảng vài chục ngàn đô thì nó mới xếp thành high end. Còn hi-fi thì những cái bộ, ví dụ như bộ này, ví dụ như bộ này em đang ghép cho các bác ngoài 30 triệu. Cả loa và âm ly đây và loa đây, thì nó vẫn xếp vào dòng hi-fi thôi, chứ chưa được gọi là high-end các bác nhé. Đấy. Và hi-fi thì chính vì cái yếu tố về giá nó bình dân, do đó thì không phải lúc nào hàng cũng đẹp. Đấy các bác nhé. Và đương nhiên là hàng đẹp hàng xấu nó sẽ khác nhau về giá. Bộ hôm nay em giới thiệu các bác thì rất là đẹp. Âm ly 1055R. Đây là 1055R nhé. Các bác biết là nó có 1500R. Đây là 1055R. Đấy. Con này thì nó dày hơn con 1500R. Đấy. Và thêm một cái nữa là một số anh em rất là thích. Để quay loa trước đi. Loa S92 thì hôm trước về một cặp anh em lấy ngay. Hôm đấy thì chưa kịp quay tiếng luôn, chưa kịp test tiếng để đưa lên YouTube cho anh em xem. Cặp này vô cùng là đẹp. Này, vân gỗ các bác nhìn này. Hồng này. Cái này các bác để cùng với bộ gỗ hương này, tuyệt vời, gỗ hương, gỗ vụ. Này, vân rất là đẹp, bên hồng này. Không có gì để chê. Cặp loa rất là đẹp. Các bác nào cứ làm đi thì sẽ biết là đưa những cái dòng này nó về nó kỳ công đến mức độ nào. Đấy, S92 nhá, full của Nhật luôn. Made in Japan. Còn đây, 1500R. 1055R. Nhưng con này có một cái mà rất là nhiều anh em thích. Đấy đó là sở hữu điện 220, các bác nhìn này. 230V, 220V. Công suất là 250W. Đấy. Tại sao mà con này nó lại có cái dòng điện thế? Trở kháng loa cũng từ 4 đến 16 ohm luôn các bác nhá. 4 đến 16 ohm. Tại sao con này nó thế? Bởi vì con này ấy thì về cơ bản ấy thì chất âm của nó về cơ bản thì nó là cái thiết kế của những cái dòng đàn ông, chất tiếng của nó thì độ mạnh mẽ nó tương đương với con 2035 mã. Về cái thiết kế thì nó lại gần giống con 1500R. Nó chỉ có dày hơn thôi, nó dày hơn nhưng mà nó vẫn chưa dày bằng con 2000. Đấy. Và con này thì nó là thiết kế để xuất vào thị trường châu Âu các bác nhá, chứ không phải dùng nội địa. Ví dụ như hai con trên này nó dùng nội địa thì là điện 100V, nhưng con này Nhật Bản người ta sản xuất ra để xuất vào thị trường châu Âu. Đấy, theo cái đặt hàng. Do đó thì con 1055R này đấy, ngoài đánh loa Nhật thì nó đánh những cái dòng loa Âu. Rất tiếc là hôm nay mấy cái dòng loa Âu thì em đã hết mất rồi, đặc biệt là những cái dòng JAMO hoặc JBL. Trước em bán những cái dòng E hoặc là E80 này, ES90 này, hoặc là những cái dòng loa cây JAMO 707 hoặc kể cả Bo 701. Đấy thì các bác đánh con này cũng rất là tốt luôn. À đây, có một cặp JBL TLX20 đây. Cặp này dòng made in Đan Mạch, nó đánh con này cũng rất là hay.
Đấy, hôm nay em ghép cho các bác một bộ cấu hình này. S92 đẹp xuất sắc nhé. Cùng âm ly 1055R. Bây giờ em sẽ test thêm cho các bác thêm một đoạn nhạc nữa để các bác nghe. Cho bản nhạc chi tiết. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết những chuyện quân quanh, những chiếc hôn vụng trộm, những dòng tin nhắn mỗi đêm là lời. Em biết bây giờ anh đã có một người mới. Trong lô duy nhất có mỗi em này là điện 220 thôi các bác nhé. Em nhắc lại thì gần như clip là em cũng nhắc các bác là điện 100, nhưng mà vẫn có thi thoảng một tháng thì em cứ điểm danh khoảng độ 2 bác là cho nó vào 220. Thì nhiều bác hỏi 220 làm sao thì các bác biết rồi, thì không phải đơn giản là mỗi đi cầu chì đâu nhé. Có những con bản thân em cách đây khoảng 10 mấy năm em có một lần em cắm nhầm ổ. Em đợt đấy em vẫn nhớ là em cắm nhầm điện con PN8009, cái con mà chạy 8 giò sắt ấy. Em cắm nhầm tại vì ở em thì ngoài những cái dòng ấy thì còn những cái dòng karaoke điện 22 thì vẫn phải có ổ 22. Tự nhiên hôm đấy lúc đấy cắm thử như nào, đầu óc để đâu đấy thì
con 8900 anh vẫn nhớ là em cắm luôn sang ổ 22 và bật lên phát lóe lên phát tắt đi luôn. Đấy, thì sau con đấy thì mang ra bác thợ thì cầu chì thì đi nhưng mà nó vẫn xông vào mạch mà đi mất mạch, đi mất mạch nhưng mà may không đi mất công suất. Sau đấy thanh lý lại luôn cho cái bác sửa âm ly. Đấy là cái kinh nghiệm rất là nhớ. Thì thường có thể nó nhẹ thì nó sẽ xông chỉ đứt cầu chì thôi, nhưng có đấy em bản thân em còn bị nhá. Do đó là em luôn luôn nhắc các bác về điện, chơi cái đồ nội địa này quan trọng nhất là về điện. À, có những con, thậm chí có những con bọn em về hàng bãi có những con về mà chưa về lần nào, nhiều khi cắm là chỉ đóng cắm 100 xong rồi bắt đầu mình xem những cái thông số mình gì thì mình cắm sang 22. À, trong lô này duy nhất con này 22 nhá, dành cho các bác là thích mì ăn liền rút ra cắm đâu cũng được. Còn những bác có thể 10 ngày lại chuyển một chỗ âm ly thì đấy, có những bác chia sẻ với em thế, có khi anh dùng mấy hôm anh này đi chỗ khác mà bây giờ bảo anh xách con đổi nguồn đi anh ngại. Đấy, chia sẻ các bác 922 PN loa đẹp thì đấy các bác đánh giá nhé. Còn em đánh giá là hàng của em thì nó sẽ thiếu khách quan đấy, nhưng mà em đánh giá con này nó phải rơi vào tầm 94 95%, còn âm ly thì cũng phải tầm đấy luôn, rất là mới và đẹp. Mặt phay nhá các bác nhé, mặt phay nhôm. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.